gì vậy? Trời ơi, gì ở trong nhà mà đóng cửa lại giống như là sợ ăn trộm cắp gì vậy? Nè, ngoài để táo với lại để sữa cho con nè. Hay là ăn táo đi. Ừ? Dạ, con cảm ơn ngoại, mẹ để đi tí con ăn. Con đừng buồn mẹ con nữa nghe. Ngoại đã nói mẹ con xóa hình con rồi. Dạ, con xin lỗi. Mai mốt có chuyện gì á thì con cứ nói với mẹ, chứ đừng tự động lấy đồ lấy điện thoại của mẹ làm vậy nữa nghe con. Dạ. Nhưng rồi á, có chuyện gì rồi tự nhiên cái đóng cửa lại rồi khóa cửa phòng vậy đó là sao? Hả? Con muốn mẹ đi vô phòng con. Nó cứ tự tiện vô đây xong rồi mẹ lục đồ này lục đồ kia, không có hỏi ý kiến con. Con cũng muốn như vậy. Cháu của ngoại giờ lớn rồi. Nhưng mà sao cái mặt con vẫn cứ buồn buồn vậy? Con có chuyện gì buồn con nói cho ngoại nghe coi. Chứ con thấy ha, con buồn nè. Bà ngoại mới rầy mẹ, mẹ cũng buồn nè. Rồi trong nhà ai cũng buồn. Không lẽ giờ cả nhà buồn hết vậy sao? Hả? Thì tại vì á, con muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với mẹ, nên là chuyện gì cũng kể với mẹ đó. Mà mẹ lúc nào cũng đem mấy cái chuyện đó đi kể với mọi người, kể với bạn bè, kể với người này người kia, con không có thích. Bây giờ con nói á, thì ngoại mới hiểu ra đó. Cháu của ngoại giờ cũng lớn rồi nè. Con cũng có những cái góc riêng tư riêng của con. Cho nên ngoại sẽ nói với mẹ là muốn cái gì á thì hai mẹ con phải nói chuyện với nhau. Mà con cũng đừng khóa cửa phòng vậy nữa. Con khóa cửa phòng vậy á, kêu con không được, ai cũng buồn lắm con biết không? Nghe lời ngoại, đừng vậy nữa nha. Bây giờ là mình uống miếng sữa nè. Xong rồi cái mình ăn miếng táo. Nha. Giận. Hết giận. Giận. Hết giận. Giận. Gì vậy? Trời đất ơi. Hoa hồng này tôi mua mắc tiền lắm á nha. Nãy giờ hết mấy cây rồi phải không? Con. Sao vậy? Ngân nó còn giận con mẹ. Tới giờ mà con vẫn còn đặt câu hỏi như vậy à? Tại vì con nghĩ là nó là con nít, nó không có biết gì. Chứ đâu có ngờ là thật ra là nó đã lớn vậy rồi. Con à, đối với cha mẹ thì con cái bao giờ cũng là trẻ con. Nhưng mà có một sự thật mình phải chấp nhận là trẻ con rồi thì nó sẽ thành người lớn. Mà trên cái đường mà nó trở thành người lớn á, nó có một cái thế giới riêng của nó. Mẹ nói là thế giới riêng ha. Thế giới riêng thì nó có quyền là cho ai bước vào cái thế giới đó hay không, là tùy là người đó còn niềm tin với nó không. Nếu như mà con tạo được sự tin tưởng của nó thì nó mới cho con bước vô. Nhưng mà hiện nay á, Ngân nó khóa cửa phòng rồi. Nó khóa cửa phòng. Con có thể lấy chìa khóa sơ cua con mở cái phòng ra. Nhưng mà tới lúc mà nó khóa trái tim của nó lại, con mở bằng cái gì?